Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Và ngày hôm nay Lê Hoàng làm clip này để giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái combo thu âm hát live rất là xịn bên Lê Hoàng. Đó chính là sự kết hợp giữa con sâu cạc Icon U-Bot Pro và Micro MXL990 của Mỹ. Anh chị và anh cùng xem. Trước tiên về sâu cạc thì đây là dòng sâu cạc tầm trung rất là xịn. Con Icon U-Bot Pro có 72 hiệu ứng Echo Reverb ở đây. Chúng ta có thể chọn để hát rất là hay. Ngoài ra con sâu cạc này có thể kết nối được với tất cả các phần mềm thu âm luôn, rất là xịn đó. Và nó có hai cổng mic, mic 1, mic 2. Đối với những anh chị và các bạn nào chơi guitar có luôn cổng guitar và nút chỉnh cho guitar, mic 1, mic 2 có nút chỉnh riêng và có lỗ tai nghe hoặc là ra loa kiểm âm luôn, rất là xịn luôn, chỉnh ở đây được. Đây, ở ngoài đây chúng ta có thể sử dụng ra loa kiểm âm luôn, rất là hay nè, đó. Rồi có thể sử dụng được với điện thoại cũng được luôn, iPad, máy vi tính vân vân, cái gì cũng kết nối được hết với cái con sâu cạc này. Và đi với sâu cạc chúng ta sẽ có một cái dây nguồn, rồi một cái lấy nhạc điện thoại nè, đó, rồi một cái bộ nguồn để kết nối vào trong điện gia đình ha, đó. Và tiếp theo Lê Hoàng sẽ cho anh chị và bạn cùng xem, đây chính là con micro MXL990 của Mỹ. Trước đó Lê Hoàng có làm rất nhiều clip review cho anh chị bạn cùng xem rồi, đó. Bây giờ Lê Hoàng sẽ cho anh chị và các bạn xem sơ lại ha. Rất là đẹp luôn, MXL990 của Mỹ. Rồi, đây là hộp mic. Và Lê Hoàng tặng kèm cho anh chị và các bạn một cái dây Canon để gắn micro như thế này đây. Đó, trọn bộ nó như thế này. Còn trong cái micro chúng ta thì vẫn đi kèm một cái đế và một cái shock mount rất là đẹp nè. Bằng kim loại luôn, rất là đẹp. Khi gắn mic vào thì nó sẽ nhìn rất là chắc chắn luôn. Đó, gắn vào ha, Lê Hoàng chỉ thị phạm thôi. Rồi, và đi kèm cái combo này là chúng ta có một cái màn lọc âm. Và tiếp theo bên phải này là một cái kẹp bàn chúng ta để kẹp micro vào. Và đặc biệt là Lê Hoàng sẽ tặng kèm cho anh chị và các bạn một cái tai nghe Sony như thế này để anh chị và các bạn có thể nghe, để chúng ta nghe những bài hát và chúng ta hát. Cái kẹp bàn màng lọc khi gắn vào thì nó như thế này này. Đó, chúng ta gắn vào thì nó sẽ được như thế này này. Và chúng ta có thể di chuyển qua lại trái phải micro gắn vào đây và chúng ta có thể hát thôi, nó rất là xịn luôn. Ok, trọn bộ combo này anh chị và các bạn có thể dùng để thu âm, chúng ta có thể dùng để livestream karaoke tại nhà, rất là hay ha. Đó, đây là bộ sản phẩm của chúng ta đây, sau cạc Icon U-Bot Pro. Rồi thì bây giờ Lê Hoàng sẽ làm một cái clip test cho anh chị và các bạn cùng nghe coi là chất âm của bộ sản phẩm này nó như thế nào nha. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Và bây giờ Lê Hoàng sẽ test cho anh chị và các bạn cùng nghe micro MXL990 này coi là hát như thế nào nha. Bây giờ Lê Hoàng sẽ test cho anh chị và bạn nghe bài hát Giá Như Chưa Từng Quen của nhóm HKT. Bài này lâu lắm rồi, hôm nay Lê Hoàng mới hát lại. Anh chị và các bạn bỏ qua cho Lê Hoàng nha. Người yêu ơi, bao năm tháng qua đôi ta đã sống không cùng ước mơ. Người yêu ơi, bao năm tháng qua ta cứ cố gắng lại càng xa nhau. Người yêu ơi, em có biết chăng anh không thấy nhớ mỗi lần cách xa. Người yêu ơi, em có biết chăng anh đã không khóc khi mình chia tay. Và giá như chưa từng quen, chưa quan tâm nhiều về nhau, chắc có lẽ giờ đây ta đã hạnh phúc. Có đôi khi lòng anh thấy xót xa, anh đã bật khóc như mưa. Và nếu như một ngày mai ta đi trên đường gặp nhau, hãy xem như vậy đi, đừng quay lại nhé. Chúc cho em bình yên nơi chốn xa, anh sẽ mỉm cười. Tuổi thơ ùa về, hồi xưa là cứ mỗi lần mà buồn buồn là cứ mở nhạc HKT mà nghe, bài nào của HKT cũng thuộc hết. Quá là lâu rồi, hôm nay mới nghe lại thì nhớ lại tuổi thơ của mình ghê vậy đó.
Người yêu ơi, bao năm tháng qua đôi ta đã sống không cùng ước mơ. Người yêu ơi, bao năm tháng qua ta cứ cố gắng lại càng xa nhau. Người yêu ơi, em có biết chăng anh không thấy nhớ mỗi lần cách xa. Người yêu ơi, em có biết chăng anh đã không khóc khi mình chia tay. Và giá như chưa từng quen, chưa quan tâm nhiều về nhau, chắc có lẽ giờ đây ta đã hạnh phúc. Có đôi khi lòng anh thấy xót xa, anh đã bớt không như mưa. Và nếu như một ngày mai ta đi trên đường gặp nhau, hãy xem như vậy đi, đừng quay lại nhé. Chúc cho em bình yên nơi chốn xa, anh sẽ mỉm cười. Và anh chị và các bạn yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ cho Lê Hoàng qua số điện thoại là 0989737960, Zalo là 24/24 để có thể đặt mua những sản phẩm như thế này về. Và nhớ đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh cũng như cái chuông bên cạnh để khi Lê Hoàng có đăng clip lên thì anh chị và các bạn có thể nhận được ngay lập tức luôn. Xin cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.